hướng dẫn toàn bộ nhiệm vụ tiêu diệt người tuyết và nhận trang phục thỏ tuyết. Nhiệm vụ mùa này khá là đơn giản, các bạn chỉ cần đi tìm và tiêu diệt các người tuyết là xong. Mỗi lần đập người tuyết sẽ cho ra một hộp tuyết thế này. Trong mỗi hộp tuyết sẽ có các trang phục, đồ nội thất hoặc các loại đá quý. Và mỗi hộp các bạn đập được sẽ tương đương một điểm. Đủ 400 điểm là nhận được món quà cuối cùng của sự kiện. Ở cột mốc 15 nhận được một mũ thỏ tuyết. Cột mốc 60 chúng ta được một cái cúc mát mà lâu xiên que. Mình rất là thích cái cúc này luôn nha. Cúc có thể phát sáng, kèm theo hiệu ứng khói. Ở những cột mốc tiếp theo sẽ nhận được giày và áo thỏ tuyết. Cột mốc cuối là một hình đại diện sự kiện như thế này. Và sau đây là các địa điểm xuất hiện người tuyết. Đầu tiên là khu cắm trại, nơi này mình thấy có khá nhiều người tuyết xuất hiện, thường nằm gần cổng khu cắm trại hoặc góc bên này. Tiếp theo là Plaza. Các bạn hãy để ý phía trước và phía sau trường học nhé. Khu cà phê Bono cũng có người tuyết nữa đó nha. Ở khu thị trấn thì mọi người thường tập trung ở đây. Cứ khoảng vài phút là có người tuyết xuất hiện. Nếu may mắn bạn sẽ bắt gặp người tuyết màu hồng và xanh lá. Người tuyết hồng sẽ cho bạn kim cương và người tuyết xanh lá sẽ cho bạn tiền sao. Đây là toàn bộ hướng dẫn của mình giúp các bạn hoàn thành nhiệm vụ mùa này. Nếu thấy hữu ích đừng quên thả giúp mình một like hoặc một tim nhé. Chúc các bạn chơi vui.